Khánh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Môi trường và Cuộc sống số 104. Chương trình được phát sóng vào ngày 15 và 30 hàng tháng trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ phát trong chương trình ngày hôm nay. Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng thăm làm việc với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Tọa đàm trực tuyến bảo vệ không gian xanh đô thị. Quốc Oai Hà Nội, người dân bức xúc vì các nhà xưởng khu đồi sò hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý trong thời gian gần đây. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định số 896 QĐ-TTG ngày 26 tháng 7 năm 2022 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 888 QĐ-TTG ngày 25 tháng 7 năm 2022 phê duyệt đề án về những nhiệm vụ, giải pháp, triển khai kết quả hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Sau khi môi trường.net.vn thông tin về việc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngọc Long Bắc Ninh hoạt động tập kết vận chuyển vật liệu xây dựng trong mùa mưa bão gây ô nhiễm môi trường, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc kiểm tra, xử phạt hành chính số tiền gần 100 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bãi sông thời hạn 2 tháng đối với công ty này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Trung Nam GSC gần 600 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Vừa qua, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Giang với số tiền 90 triệu đồng. Nghị định 45/2022 NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Trong đó, bổ sung quy định sử dụng hình ảnh, video do người dân cung cấp để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có hành vi xả rác. Chuyển sang những thông tin chính trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng các đồng chí tổng thư ký, chánh văn phòng và đại diện các ban chuyên môn đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Sáng ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng các đồng chí tổng thư ký, chánh văn phòng và đại diện các ban chuyên môn của Liên hiệp hội đã có chuyến thăm và làm việc với Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, tiến sĩ Nguyễn Linh Ngọc, chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác của Liên hiệp hội đến thăm và làm việc với hội. Sau khi nghe những báo cáo và ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định Liên hiệp hội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, quy tụ được các nhà khoa học trong lĩnh vực nước và môi trường, đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường và xây dựng xã hội phát triển bền vững. Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2022, tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Bảo vệ không gian xanh đô thị nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng thiếu không gian xanh trong các đô thị và những hệ lụy do thiếu không gian xanh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và môi trường.
Không gian xanh được ví như lá phổi của đô thị và là yếu tố của nghệ thuật bố cục không gian và cảnh quan đô thị. Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa nhanh đã làm cho không gian xanh bị thu hẹp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có những diễn biến phức tạp, con người cần nhận thức toàn diện, coi không gian xanh là tài sản quý, cần được bảo vệ và phát triển. Nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng thiếu không gian xanh trong các khu vực đô thị và những hệ lụy do thiếu không gian ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và môi trường ra sao. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể, thống nhất hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian sống xanh trong đô thị thời gian tới. Quy hoạch đô thị cần quan tâm đến phần diện tích của không gian cây xanh, công viên, hồ nước, bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Bảo vệ không gian xanh đô thị. Sáng 25 tháng 7, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị gồm Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Green Chips Việt Nam và Công ty Môi trường và Đô thị quận Gò Vấp tổ chức thực hiện chỉnh trang vệ sinh môi trường Đài Liệt sĩ và lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Gò Vấp. Sáng ngày 25 tháng 7, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị gồm Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Green Chips Việt Nam và Công ty Môi trường và Đô thị quận Gò Vấp tổ chức thực hiện chỉnh trang vệ sinh môi trường Đài Liệt sĩ và lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Gò Vấp. Mục đích của chương trình là tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đồng thời giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và lan tỏa việc tử tế, vệ sinh nhặt rác, trồng cây nhằm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Trong cái dịp mà cả nước đang hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì chính quyền, đảng và các cơ quan ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc cũng như người dân đều có những các hoạt động để làm sao hướng đến cái ngày 27 tháng 7 thật sự là ý nghĩa và trang trọng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và nguyện phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, thì Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái buổi chỉnh trang vệ sinh và dâng hương tại Đài Liệt sĩ quận Gò Vấp. Thì chúng tôi muốn thực hiện các cái hoạt động này hàng năm để luôn tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc chúng ta. Sau cái lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ có một cái hoạt động để tổng vệ sinh xung quanh cái quan cảnh của Đài Liệt sĩ, cũng một phần công sức nhỏ bé để góp phần làm sạch nơi đây, để giữ gìn một cái môi trường trong lành, để ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do. Tới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp cũng sẽ tổ chức gặp mặt các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, các cô chú là thương bệnh binh để giáo dục truyền thống của các hội viên phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, để biết tôn kính những anh hùng đã hy sinh vì đất nước. Qua đó sẽ phối hợp với các ngành đoàn thể khác để thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Thưa quý vị, thời gian qua, khu vực Đồi Sò, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội mọc lên hàng loạt nhà xưởng khủng được xây dựng kiên cố, đổ sộ, sản xuất với các ngành nghề như ống gió, may mặc, thức ăn chăn nuôi. Điều đáng nói, tất cả các đơn vị này hoạt động đều không đầu tư hệ thống xử lý môi trường triệt để, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, phát thải mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng tác động trực tiếp đến môi trường và cuộc sống của người dân. Vừa qua, người dân thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai liên tục phản ánh tới tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn về các nhà xưởng tại khu vực Đồi Sò hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép. Trong đó, đặc biệt có công ty Đại Việt chuyên nghiền xương cá, đầu cá, phối trộn để sản xuất thức ăn chăn nuôi, gây mùi hôi thối, phát tán ra khu dân cư xung quanh rất khó chịu, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Trước sự việc này, người dân đã phản ánh tới Ủy ban Nhân dân xã, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết xử lý triệt để. Anh em mà làm đây thì cũng thấy bình thường, nó ra cái mùi bình thường này, nhưng mà cái này là cái cám người ta làm xong quét ở nền đấy, của ra nó mùi như thế này, nhưng mà không làm nó nghiền cái cá khối, cái đầu cá với xương cá khối hết cả khu vực, nghiền mùi khối luôn. Bẩn bây giờ nó mưa quá là nó trôi xuống cái khe nước ở các hộ gia đình ở bên dưới, dòng nước xuống mùi kinh lắm ở đằng dưới. Tay nắm ấy, cái mùi cám nó toàn là chứa, nó chở cái vớ vẩn để làm cám. Mùi sợ, nếu nắm không chiều chiều đến gió tạt và bày lên chết hết các cây cối kia hết. Nhằm tìm hiểu, thu thập thông tin và làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân. Tại buổi làm việc, ông Bạch Văn Nhân, Phó Chủ tịch xã cho biết: các công ty này nó hoạt động lâu rồi. Bọn em cũng là làm mới mà thì hồ sơ bàn giao cũng lại phải không thấy đâu. Thì cho nên nói về phần quản lý nhà nước thì chắc chắn như vậy là nếu không có hồ sơ cũng là phần sai. Liên quan cái vấn đề mà những cái ô nhiễm ở chỗ Lập Thành thì trong cuộc họp tiếp xúc cử tri thì cũng có, thì xã cũng đã làm theo tổng hợp theo cái kênh ý kiến cử tri ấy. Thực chất là bốn xưởng, nhưng mà hoạt động trực tiếp về ô nhiễm môi trường thì chỉ có, nếu mà có nguy cơ thì có mỗi ông chăn nuôi của Đại Việt thôi. Có khói bụi thì của cái nhà xưởng may mới mở, và có cái nước thải của khí thải của thức ăn chăn nuôi. Là khi thời điểm em tiếp nhận đến giờ là chưa nhận được bất cứ một tài liệu gì bàn giao về cơ sở đấy cả. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại Đồi Sò, các nhà xưởng được xây dựng kiên cố với quy mô hàng nghìn mét vuông. Tại hai xưởng sản xuất ống gió của công ty Bách Khoa không được trang bị buồng sơn, công ty vô tư mang sản phẩm ra ngoài sơn. Mùi sơn rất hắc, khó chịu, phát tán ra môi trường, gây ô nhiễm không khí, thổi thẳng vào khu dân cư. Tại khu vực phun sơn, từ đất đai đến cỏ cây đều phủ một lớp sơn đen xì. Rác thải không được hai xưởng này thu gom, lưu giữ mà vứt lăn lóc, lộn xộn ngoài môi trường. Hai nhà xưởng này còn đang có dấu hiệu lấn chiếm đất đổi để làm nơi tập kết, sản xuất ống gió. Cát bụi, bao tải xi măng khi được dùng xong cũng được công nhân tiện tay vứt ngay sườn đồi. Khi mưa cuốn theo chất thải, nước thải chảy xuống nhà dân. Tại công ty Đại Việt, các thùng chứa nguyên liệu phối trộn không được để trong mái che, quây kín mà để ngoài trời. Nước từ các bồn chứa nguyên liệu bị rò rỉ ra sân với màu đen xỉ, nên bốc mùi hôi thối rất nồng nặc. Nước thải này không được công ty thu gom, xử lý triệt để qua các rãnh, bể lắng lọc mà để chảy tràn vô tư ra môi trường, rồi qua ống thoát nước xuống khu dưới đồi. Có lẽ người dân phản ánh khi trời mưa, nước thải của công ty Đại Việt xả ra mùi hôi thối, chảy trôi xuống nhà dân là hoàn toàn có cơ sở. Nhiều thùng dầu, chất thải nguy hại cũng không được công ty thu gom, tập kết, lưu giữ đúng quy định. Phía cuối nhà xưởng, các bao bì đựng nguyên liệu không được công ty để vào kho chứa chuyên dụng mà chỉ là mái che sơ sài, không đúng nơi quy định. Tại đây, công ty Đại Việt không chỉ dùng làm kho trung chuyển thông thường mà có hoạt động nghiền, phối trộn nguyên liệu nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. Ông Phạm Ngọc Hà, quản lý công ty Đại Việt cho biết. Đấy, ở đây là cái kho của em để em trung chuyển hàng. Em thuê là thuê mình làm. Em cái này thì ra thì em không nắm được hồ sơ. Đấy, nó ngưỡng là em thuê đâu đó khoảng 3-5 nghìn mét rồi. Ở đây thì không có, thì văn phòng của em thì làm nguyên chuyển. Thì tất cả hồ sơ chính của em trên văn phòng của em hết. Thì em sẽ bổ sung tất cả hồ sơ từ trên văn phòng ở trên nguyên chuyển và bổ sung xuống đây. Các anh, các chị ở đây có thể nhìn nhận được. Theo tìm hiểu, khu vực Đồi Sò, thôn Lập Thành, xã Đồng Xuân không có quy hoạch khu, cụm công nghiệp. Việc các đơn vị xây dựng hoạt động ở đây nhiều năm qua có đúng với luật đất đai, đã được Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cấp giấy phép xây dựng và các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện luật bảo vệ môi trường. Câu hỏi này xin gửi tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai và các phòng ban chuyên môn. Lực lượng chức năng huyện cần phải khẩn trương tiến hành kiểm tra nhằm xử lý triệt để những dấu hiệu vi phạm về thực hiện luật bảo vệ môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng đối với các đơn vị trên. Ngoài ra, cần làm rõ việc sử dụng và cho thuê đất của chủ đất có đúng quy định hay không. Thưởng ngoạn cảnh sắc sơn thủy hữu tình, dạo bước an nhiên giữa lòng di sản, cảm nhận sắc xuân rạo rực khắp
Đức Trời. Sunward Bà Đen Mountain khai mở huyền thoại, chinh phục đỉnh thiên. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý có trong số báo in tháng 7 năm 2022. Mở đầu số báo in tháng 7 có bài Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030. Từ trang 6 đến trang 9, tác giả Tuấn Kiệt cho biết, đảm bảo số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực. Mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận sử dụng nước công bằng, hợp lý. Tiếp đến, trang 12-13 của cùng tác giả Ngọc Anh nổi bật với bài Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, hành trình 14 năm xây dựng và phát triển. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2022, tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã không ngừng phát triển, được đông đảo bạn đọc đón nhận. Trong trang 22-23, Bí xanh ngon, bổ, nhưng một số người cần hạn chế ăn của tác giả Phạm Anh có viết Bí xanh từ hạt tới quả, vỏ, lá, hoa đều có thể làm thuốc và làm món canh vừa ngon vừa mát ngày hè. Dù bí xanh tốt cho sức khỏe, nhưng nên ăn với lượng như thế nào và ai cần hạn chế ăn bí xanh thì không phải ai cũng biết. Trang 30-31 có bài viết Quản lý, rà soát khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Tác giả Nguyên Khôi đã cho biết, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa cơ bản hoàn thành công tác rà soát các khu vực dự trữ khoáng sản và quy hoạch có liên quan trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương. Tại trang 36-37, tác giả Linh Hoa giới thiệu tới độc giả tấm lòng của Bác Hồ với thương binh liệt sĩ. Cứ mỗi độ tháng 7, người dân cả nước lại tổ chức các hoạt động tưởng nhớ, tri ân các gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh liệt sĩ đã hy sinh máu thịt của mình để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Trang 48-49 có bài viết Đồng bằng sông Cửu Long thúc đẩy nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu của tác giả Anh Thư cho biết. Để đối phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang diễn ra phức tạp, thời gian qua, nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên. Bài viết Vào mùa mưa, cẩn trọng trước nguy cơ dễ mắc nhiều bệnh, trang 50-51, tác giả Quỳnh Anh đã cho thấy, trong và sau mưa bão, lũ lụt, vô số các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Môi trường và Cuộc sống ngày hôm nay tại đây. Mọi đóng góp thông tin, ý kiến về tình hình môi trường và cuộc sống, quý vị và các bạn vui lòng gửi qua email toasoạn.mtcs@gmail.com hoặc đường dây nóng 0986666917. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống lần sau.